Công ty xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục với tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, tình hình thế giới đang diễn biến với nhiều những vấn đề vô cùng phức tạp. Bởi thế, việc xây dựng lực lượng an ninh quốc phòng vững mạnh là điều mang tính cấp thiết nhằm giữ vững chủ quyền nước nhà. Trong bối cảnh đó, từ 10 năm trở lại đây, quân đội Việt Nam đã có những bước phát triển mới khá thần tốc khi được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, có thể kể đến như tàu ngầm nước Kilo 636 hiện đại hàng đầu thế giới của lực lượng Hải quân Nhân dân. Bên cạnh đó, mới đây nhất, có thông tin cho rằng Việt Nam rất có thể sẽ mua Su-57 tiêm kích tàng hình đa nhiệm thế hệ thứ 5, cũng là thế hệ mới nhất của Nga vào thời điểm hiện tại, để bổ sung cho quân chủng phòng không không quân, một thông tin khá tích cực phải không hát? Thực hư như thế nào? Khả năng tác chiến của chiến đấu cơ đầy uy lực ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, Su-57 là tiêm kích tàng hình đa nhiệm thế hệ thứ 5 đầu tiên, phục vụ trong không quân Nga do văn phòng Su khối thiết kế. Chiến đấu cơ này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 29 tháng 1 năm 2010 và được thử nghiệm thành công trong điều kiện tác chiến tại chiến trường Syria. Tuy nhiên, cho đến nay, tiêm kích này vẫn chưa thực sự thu hút được nhiều khách hàng. Bởi vậy, Moscow đã có quyết định nâng cấp để chúng có thể cạnh tranh được với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ như F-35 và F-22, dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2025. Các nâng cấp mới sẽ bao gồm động cơ mới, cải tiến buồng lái, đồng thời trang bị hệ thống điện tử hàng không tân tiến nhất. Nói thêm về Su-57, đây là dòng chiến đấu cơ tàng hình hạng nặng 2 động cơ, đa nhiệm vụ, được trang bị tên lửa tầm xa R-37, có tầm bắn lên đến 400 km, tên lửa đạn đạo siêu thanh KH-47m2, đạt tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh, hiệu quả hơn nhiều so với các tên lửa Scud cũ của Việt Nam, có khả năng đáp ứng tốt trong thực hiện các nhiệm vụ phòng không và tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất, mặt biển. Ngay cả những tàu sân bay lớn nhất cũng sẽ bị triệt hạ chỉ bằng một đòn tấn công. Ở thời điểm hiện tại, Su-57 đang được trang bị động cơ phản lực cánh quạt AL-41F1, trong tương lai gần sẽ có sự thay đổi sang động cơ sản phẩm 30 với một bản thiết kế hoàn toàn mới. Nhờ có thiết kế khí động học cải tiến mà Su-57 dù không cần bật chế độ đốt sau, nhưng vẫn có thể hành trình với tốc độ lên tới Mach 2, đạt tầm bay đến 3.500 km. Khả năng cơ động cùng với độ chính xác cao khiến cho Su-57 vô cùng nguy hiểm, và thực tế là sẽ không thể bị đánh chặn bằng các hệ thống phòng thủ tên lửa của địch. Chúng được sản xuất với mục tiêu nâng cao đáng kể năng lực của lực lượng không quân Nga, sau đó sẽ dần thay thế các máy bay chiến đấu hệ thứ tư như Su-27 và MiG-29 hiện đang được biên chế quân đội Nga. Như vậy, một lần nữa có thể khẳng định được rằng Su-57 sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như có radar và hệ thống phòng hộ mạnh, khả năng tàng hình tương đối tốt, mang được lượng vũ khí lớn và đa dạng. Quan trọng nhất, giá cả lại được đánh giá là hợp lý so với những dòng tiêm kích tàng hình cùng loại do phương Tây sản xuất. Với những tính năng độc đáo cùng hiệu suất chiến đấu đầy uy lực, dòng tiêm kích tình thế hệ thứ 5 xứng đáng được coi là niềm mơ ước của lực lượng không quân nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Tiêm kích này đã chính thức được Bộ Quốc phòng Nga ký hợp đồng đặt mua. Không quân Nga đã nhận chiếc đầu tiên vào năm 2020, dự kiến sẽ nhận đủ 24 chiếc vào cuối năm 2024. Đến năm 2028, dự kiến sẽ có khoảng 78 chiếc trong đội hình lực lượng không quân vũ trụ Nga. Không chỉ trang bị cho lực lượng không quân của mình, Nga còn chào bán và xuất khẩu ra nước ngoài dòng tiêm kích này. Dự kiến theo kế hoạch, động cơ của Su-57 mới sẽ được hoàn thiện toàn bộ vào năm 2022. Đầu năm nay, một quan chức cấp cao của Tập đoàn Công nghệ Quốc gia Nga tuyên bố rằng Su-57 đã thu hút được sự quan tâm cao của nhiều quốc gia. Đã xuất hiện những phân tích cho thấy rất có thể Việt Nam ta là một trong những khách hàng tiềm năng đó. Cụ thể, trong dự báo triển vọng của Su-57 do Trung tâm Phân tích Thị trường Vũ khí Nga ấn hành, có dự đoán không quân Việt Nam có khả năng sẽ mua từ 12 đến 24 chiếc tiêm kích này trong giai đoạn từ năm 2030 đến năm 2035. Các bạn thì nghĩ như thế nào về điều này? Có lý do gì khiến cho trung tâm phân tích trên đưa ra được dự đoán đó? Comment chia sẻ ý kiến của các bạn ngay dưới video này. Sau đó thì cùng nghe những phân tích của chúng mình ở phần tiếp theo để xem là chúng ta có cùng quan điểm không nhớ. Theo tên kênh, trong nhiều thập kỷ tới, vũ khí Nga vẫn đóng vai trò chủ đạo trong danh sách mua sắm những trang vũ khí, thiết bị nòng cốt của quân đội Việt Nam, do hội tụ đủ các yếu tố bao gồm chất lượng tốt, sử dụng bền, dễ vận hành, giá cả phải chăng. Và đặc biệt là Việt Nam đã quen sử dụng dễ dàng hơn trong việc xây dựng nghệ thuật cũng như phương án tác chiến hợp lý dựa trên những loại vũ khí này. Vậy nên với một vũ khí hiện đại, uy lực như Su-57, việc không quân Việt Nam quan tâm tới chiến đấu cơ này là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, phải nhắc lại rằng
Dự đoán của Trung tâm Phân tích Thị trường Vũ khí Nga đó là Việt Nam sẽ mua Su-57 trong giai đoạn từ năm 2030 đến 2035, thời điểm này thực tế là phù hợp. Lý do đầu tiên, theo nhiều đánh giá, nhờ được trang bị hệ thống radar mạnh cùng với hệ thống điều khiển hỏa lực tuyệt vời. Bên cạnh đó, giá cả cũng là một lợi thế rất lớn, khi có thể khẳng định đây là loại tiêm kích thế hệ thứ 5 rẻ nhất hiện nay, với tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh. Trong vòng 10 năm tới, nước ta chắc chắn sẽ có tiềm lực và nguồn ngân sách dồi dào hơn, phù hợp để mua chiến đấu cơ Su-57, góp phần tăng cường hơn nữa về mặt sức mạnh quốc phòng. Lý do thứ hai, đến năm 2025 quân đội ta được xác định, cơ bản xây dựng lực lượng tinh gọn, mạnh mẽ, tạo cơ sở vững chắc để đến năm 2030 sẽ xây dựng được lực lượng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy và tinh nhuệ. Quân đội hiện đại yêu cầu cần thiết là đồng bộ cả về mặt nhân lực, đảm bảo có đủ trình độ tác chiến, song song với đó là vũ khí trang bị phải tối tân, đáp ứng tốt với yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy, Su-57 được đánh giá là phù hợp. Lý do thứ ba, trong khu vực hiện nay, duy chỉ có Trung Quốc đang sở hữu máy bay chiến đấu tàng hình J-20, thế nhưng so về mặt uy lực thì chiến đấu cơ này hoàn toàn kém hơn, nhất là khả năng cơ động, khi mà J-20 này vẫn đang sử dụng động cơ dùng cho Su-30 của Nga. Vậy nên, quyết định mua Su-57 sẽ giúp cho không quân Việt Nam sở hữu vũ khí lợi hại nhất, trở thành một trong những lực lượng mạnh nhất trong khu vực, từ đó gia tăng đáng kể về sức mạnh quân sự nói chung, cũng như khả năng phòng thủ nói riêng. Lý do thứ tư cũng là lý do cuối cùng có một tin vui dành cho Việt Nam, khi mới đây, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết, có rất nhiều quốc gia đang dành sự quan tâm tới loại máy bay Su-57 này. Mối quan tâm đó đã được tăng lên đều đặn hơn khi quân đội Nga chính thức đưa chúng vào biên chế sử dụng. Bộ Quốc phòng cùng với cơ quan thiết kế Sukhoi đã lên kế hoạch phát triển thêm Su-57 phiên bản 2 chỗ ngồi để tăng cường xuất khẩu cho mẫu máy bay này. Su-57 đã hiện đại, nay còn có thêm phiên bản mới 2 chỗ ngồi. Phương án này được cho là rất phù hợp với lực lượng không quân Việt Nam, bởi lẽ vào thời điểm hiện tại, nước ta đang có kinh nghiệm khai thác rất tốt và hiệu quả tiêm kích đa năng Su-30MK2 với 2 phi công. Định hướng chiến lược của quân đội ta đang là xây dựng 3 trung đoàn không quân tiêm kích đa năng Su-30MK2 với tổng cộng là 36 chiếc. Với định hướng này, trong tương lai chắc chắn quá trình thích ứng cũng như đào tạo, những phương án tác chiến phù hợp với Su-57 sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Việc Nga lựa chọn đưa Su-57 vào sản xuất số lượng lớn là minh chứng hùng hồn cho tương lai tươi sáng của dòng máy bay này. Điều này cũng như một tín hiệu gửi đến các khách hàng. Không quân Nga đã trang bị thì hãy cứ yên tâm lựa chọn, bởi chắc chắn giá thành sẽ giảm. Đồng thời, nguồn cung về mặt phụ tùng dự trữ, cùng với các dịch vụ sau bán hàng cũng sẽ không bị gián đoạn. Thêm vào đó là một phiên bản mới với 2 người lái. Điều này sẽ giúp khách hàng có thêm sự lựa chọn sao cho phù hợp nhất với nghệ thuật tác chiến và đặc biệt là yếu tố ngân sách của mình. Để chế tạo được một phiên bản mới đòi hỏi ít nhất là 3 năm, 5 năm, thậm chí có thể là khoảng thời gian lâu hơn thế. Tuy nhiên, nếu như mọi kế hoạch suôn sẻ, năm 2030 chắc chắn Su-57 mới sẽ ra đời, trùng với giai đoạn lực lượng quân đội nhân dân cách mạng chính quy và tinh nhuệ. Bởi vậy, thời điểm này, việc duy nhất chúng ta có thể làm đó là chờ đợi. Chắc chắn chính phủ ta sẽ có những phương án tối ưu và phù hợp nhất với bối cảnh và tình hình nước nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới. Sau trận mưa lũ kỷ lục khiến 15 người tử vong, Trung Quốc lại tiếp tục hứng chịu cùng lúc nhiều loại thời tiết khắc nghiệt. Theo đó, quốc gia này đang chứng kiến sự hội tụ của mưa lũ, nắng nóng và lốc xoáy khiến hàng triệu người phải di rời, tài sản và đất canh tác bị cuốn trôi. Trong lúc miền Nam Trung Quốc đối phó với nguy cơ lũ lụt diện rộng, thì tại miền Trung và Bắc của Trung Quốc dự kiến sẽ đối mặt với nhiệt độ cao bất thường vào tuần tới, vượt ngưỡng 40 độ C. Vào ngày 1 tháng 8, Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin, miền Nam nước này dự kiến sẽ có mưa xối xả cho đến ngày 12 tháng 8. Hiện chưa có biện pháp cứu trợ ngay lập tức cho khu vực rộng lớn và đông dân bị ngập lụt trong những trận mưa như chút nước trong tuần qua. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về các hiện tượng thời tiết cực đoan ngay từ tháng 4, trước những cơn mưa báo hiệu sự giao mùa từ xuân sang hè vào tháng 6. Vào cuối ngày 30 tháng 7, một trận lốc xoáy đã xé toạc các khu vực của Quảng Châu trong một trận mưa lớn, cắt nguồn cung cấp điện cho hơn 5.000 người ở thành phố lớn phía Nam. Truyền thông địa phương Quảng Châu đưa tin về mực nước nguy hiểm với sóng cao ở lưu vực sông Châu Giang khiến chính quyền Trung ương phải cử nhân viên phòng chống lũ lụt đến hỗ trợ công tác ứng phó.
một địa điểm quan trọng sát thành phố đã ghi nhận con sóng cao 2,5m vào ngày 29 tháng 7, cao nhất trong 21 năm qua. Bộ Thủy lợi Trung Quốc nhận định tình hình lũ ở nước này vẫn rất nghiêm trọng và tiếp tục cảnh báo sẽ có đợt mưa lớn trên diện rộng xảy ra ở khu vực miền Nam trong những ngày tới, khiến hàng loạt con sông xảy ra lũ. Trong đó, lưu vực sông Châu Giang có thể xảy ra đại hồng thủy cục bộ. Lũ ở một số con sông thuộc lưu vực sông Dương Tử có thể vượt mức báo động. Được biết, từ đầu mùa lũ cho đến nay, Trung Quốc đã xảy ra 5 đợt mưa lớn kéo dài, khiến các con sông lớn thường xuyên phải đưa ra thông báo lũ, tập trung chủ yếu ở lưu vực sông Châu Giang. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc CNC, kể từ tháng 6, lượng mưa ở lưu vực sông Châu Giang, một hệ thống sông rộng lớn chảy qua Quảng Đông và các khu vực thuộc Quảng Tây, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1961. Bộ Thủy lợi Trung Quốc vẫn duy trì phương án ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 về phòng chống lũ lụt và hạn hán. Đồng thời, cử 4 tổ công tác đến tuyến đầu phòng chống lũ ở các tỉnh Giang Tây, Quảng Đông và Quảng Tây để hỗ trợ chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt và mưa lớn. Hôm 1 tháng 8, Cơ quan Dự báo Thời tiết ở tỉnh Phúc Kiến cảnh báo lượng mưa kỷ lục gần đây sẽ kéo dài sang tuần tới, gây ra những nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Cảnh báo thiên tai được các tỉnh khác đưa ra trong tuần này đã thúc đẩy các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp khi các đường phố tại nhiều đô thị phía Nam chìm trong nước, đường cao tốc bị chia cắt và nhiều mẫu đất nông nghiệp trở thành đầm lầy. Trong khi đó, nhiệt độ ở miền Trung và miền Bắc Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mức cao bất thường trong tuần tới, vượt qua 40 độ C. Theo đó, vào 6 giờ ngày 29 tháng 7 theo giờ địa phương, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu vàng, mức cảnh báo thứ 2 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp độ ở nước này. Nhiệt độ phổ biến ở các địa phương miền Bắc Trung Quốc đều trên 35 độ C, một số nơi lên đến 40 độ C, thậm chí trên 41 độ C. Ngày 23 tháng 7, hơn 500 cảnh báo nhiệt độ cao có hiệu lực được đưa ra tại các huyện, thị trên cả nước ở Trung Quốc. Chủ yếu ở các tỉnh Hà Nam, Thiểm Tây, Sơn Tây, Bắc Kinh, Nội Mông, An Huy, Sơn Đông, Hồ Bắc, Giang Tô. Trong số đó, Đài khí tượng tỉnh Thiểm Tây đã phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ. Mức cảnh báo cao nhất, Đài khí tượng tỉnh An Huy và Sơn Đông đã đưa ra cảnh báo màu cam. Chỉ sau báo động đỏ, riêng tỉnh Hà Nam có tới hơn 100 huyện, thị công bố mức cảnh báo màu đỏ và cam. 44% huyện, thị tại đây nhiệt độ từ 40 đến 42 độ C. Một số địa phương nhiệt độ cao nhất trong ngày 3 tháng 8 đã vượt ngưỡng cùng kỳ những năm trước, đạt mức nóng kỷ lục. Thời tiết nóng bức đã bao trùm thủ đô Bắc Kinh, thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, nơi hứng chịu lượng mưa kỷ lục và bị tê liệt bởi lũ lụt kinh hoàng vào mùa hè năm 2021. Trung Quốc có lịch sử dễ bị lũ lụt. Trong thời gian gần đây, nước này ngày càng dễ bị tổn thương hơn do nạn phá rừng, khai hoang các vùng đất ngậm nước và tích trữ nước để phát điện và tưới tiêu. Nguyên nhân được cho là do biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khi lượng mưa và nhiệt độ đạt mức cao mới. Chính phủ cho biết, trong chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu quốc gia được công bố vào hôm 23 tháng 7, biến đổi khí hậu đã mang lại những tác động tiêu cực nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên của Trung Quốc, tiếp tục lan rộng và thâm nhập vào nền kinh tế xã hội. Tài liệu cho hay, biến đổi khí hậu không chỉ tạo ra những thách thức lâu dài mà còn khiến Trung Quốc dễ bị tổn thương hơn trước các sự kiện đột ngột và cực đoan. Các bệnh truyền nhiễm, sâu bệnh và thời tiết khắc nghiệt cũng là mối nguy hiểm ngày càng tăng đối với sức khỏe cộng đồng. Chính phủ sẽ hiện đại hóa các hệ thống phòng chống thiên tai liên quan đến khí hậu và giảm tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế cũng như các hệ sinh thái tự nhiên. Trung Quốc cũng sẽ đặt mục tiêu xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro và tác động khí hậu trên toàn quốc vào năm 2035, đồng thời sẽ yêu cầu các dự án lớn đưa khí hậu vào đánh giá tác động môi trường. Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát tại các sông và hồ để tăng cường kiểm soát lũ lụt và cải thiện an ninh cấp nước. Trung Quốc sẽ cải cách giá nước và áp đặt các mục tiêu tiêu thụ ràng buộc ở các vùng trọng điểm nhằm mục đích cắt giảm cường độ nước. Lượng nước được sử dụng trên một đơn vị tăng trưởng kinh tế 16% trong giai đoạn 2021-2025. Trung Quốc, quốc gia phát thải khí carbon lớn nhất, đã cam kết sẽ đưa lượng khí thải nhà kính lên mức đỉnh điểm trước năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060. Tuần qua, Cơ quan Quản lý Hàng không Trung Quốc đề nghị các hãng hàng không chú ý bay qua những khu vực có thời tiết khắc nghiệt, đồng thời nhắc nhở về những cơn bão nghiêm trọng sẽ xảy ra vào mùa hè, một quan chức Cơ quan Quản lý Hàng không Trung Quốc phát biểu tại cuộc họp báo vào tuần vừa qua. Điều kiện thời tiết ở Trung Quốc có xu hướng không thuận lợi vào mùa hè năm nay. Có thể thấy, những dấu hiệu thiên tai bất thường tại Trung Quốc đã được ghi nhận ngay từ đầu mùa hè.
với những trận lũ lụt lịch sử nhấn chìm Phượng Hoàng cổ trấn hay mưa lớn khiến lũ trên 100 con sông vượt mức báo động. Lũ trên hơn 100 con sông ở Trung Quốc vượt mức báo động vì mưa lớn. Cụ thể, một đợt mưa lớn xuất hiện từ ngày 3 tháng 8 đã khiến cho mực nước trên 22 con sông ở Quảng Tây vượt mức báo động. Một số nơi xảy ra hiện tượng lũ quét gây ngập lụt nghiêm trọng, có nơi tới 1,9 mét. Hôm 5 tháng 8, một trận sạt lở đất vừa cướp đi sinh mạng của 8 người và khiến cho một người mất tích ở thành phố Bắc Lưu tại đây. Trong khi đó, tỉnh Phúc Kiến cũng có 30 con sông vượt mức báo động. Tính đến sáng ngày 6 tháng 8, gần 76.000 người đã phải sơ tán do lo ngại về an toàn. Ít nhất 5 người thiệt mạng sau khi một ngôi nhà bị sập ở thị trấn Hoài Nam, thành phố Tam Minh thuộc tỉnh này vào hôm 5 tháng 8. Một địa phương ở tỉnh Quảng Đông cũng đã phát đi báo động đỏ về lũ lụt, trong đó mới nhất là khu vực trung tâm thành phố Quảng Châu của tỉnh này. Vừa phát đi báo động đỏ vào lúc 7 giờ sáng ngày 7 tháng 8. Địa hình sẽ có mưa lũ cộng với những sự tác động của biến đổi khí hậu đã khiến người dân Trung Quốc hứng chịu nhiều thiên tai trong thời gian gần đây. Mặc dù đã được dự báo trước, những trận mưa lũ vừa qua cũng gây thiệt hại không ít cho một số tỉnh miền Nam nước này. Thưa quý vị, sáng ngày 6 tháng 8, mực nước của 7 con sông ở siêu đô thị Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc vẫn ở trên mức cảnh báo sau khi mưa lớn trút xuống hầu hết các khu vực của thành phố. Trùng Khánh là một trong những thành phố đông đúc nhất Trung Quốc với 30 triệu dân. Theo trạm quan trắc khí tượng Thủy văn Trùng Khánh, mưa lớn đã hoành hành trên khắp 24 quận và huyện của thành phố trong 24 giờ kể từ 8 giờ ngày 6 tháng 8. Với làng Bayan ở quận Yanju, ghi nhận lượng mưa theo ngày cao nhất là 251,5mm. Trong khi đó, Văn phòng Tài nguyên nước thành phố cho biết quận Bắc Bắc đã chứng kiến các trận mưa liên tiếp kể từ sáng ngày 6 tháng 8 đến sáng ngày 7 tháng 8 với lượng mưa khoảng 219mm. Truyền thông nhà nước đưa tin mưa lớn trong những ngày vừa qua ở Trùng Khánh đã dẫn đến lượng mưa lớn nhất được ghi nhận tại nước này kể từ khi mùa mưa năm nay bắt đầu. Mùa mưa ở Trung Quốc kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9. Sáng ngày 3 tháng 8, trạm quan trắc khí tượng Thủy văn Trùng Khánh đã phát cảnh báo màu vàng về nguy cơ lũ lụt ở một con sông ở quận Vạn Châu và một con sông khác ở quận Kỳ Giang vì những con sông này dự kiến sẽ ghi nhận mực nước dâng cao. Hệ thống cảnh báo thời tiết của Trung Quốc được chia làm 4 cấp, với màu đỏ là mức cao nhất trong thang cảnh báo, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh dương. Cục Quản lý Đường sắt Quốc gia Trung Quốc cho biết sáng ngày 6 tháng 8, mưa bão đã khiến cây cầu đường sắt Tứ Bộ Hà tại Trùng Khánh bị sập một phần, dẫn đến các hoạt động giao thông đường sắt bị gián đoạn. Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một số ngôi nhà trong khu vực mưa bão bị hư hại, trong khi công tác sơ tán người dân bằng thuyền cứu hộ đang được triển khai. Truyền thông địa phương đưa tin thêm về chiếc ô tô chở 5 người đã bị nước lũ cuốn trôi vào tối ngày 6 tháng 8 tại huyện Khoen San, tỉnh Hà Nam, trong đó một người đã được giải cứu. Chính quyền thành phố Trùng Khánh đang triển khai hoạt động ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 với lũ lụt, đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp an toàn như chỉ dẫn. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã cảnh báo về nguy cơ thảm họa địa chất do mưa ở các vùng thuộc Hà Nam, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Từ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam và Thiểm Tây trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 8. Theo đó, đã gia hạn cảnh báo màu xanh về nguy cơ mưa bão ở các vùng nước này. Trong tháng qua, mưa lớn đã bao trùm Trung Quốc kéo theo các hiện tượng lũ quét và lở đất chết người. Chính phủ nước này đã nâng cảnh báo về thiên tai và tăng cường khuyến cáo về an toàn. Đây là những hình ảnh thực tế về lũ lụt xảy ra tại Trung Quốc. Người dân chỉ biết đứng nhìn khi mà một loạt ô tô và tài sản bị cuốn trôi trước mắt. Có nơi mưa lớn làm sập một phần cầu đường sắt ở Trùng Khánh. Các cảnh quay trên mạng xã hội cho thấy những ngôi nhà đổ sập, thuyền cứu hộ, sơ tán người dân khiến nhiều người kinh sợ sự giận dữ của bà mẹ thiên nhiên. Cận cảnh lũ cuốn làm sập cầu, xe ô tô bị cuốn trôi. Mưa lớn trút xuống tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc gây ra lũ lụt cuốn trôi ô tô, nhấn chìm đất nông nghiệp và khiến người dân bị mắc kẹt, phải sơ tán và giải cứu. Đợt mưa mới nhất bắt đầu từ giữa tuần qua. Trận mưa từ đêm ngày 2 tháng 8 đến sáng ngày 6 tháng 8 trút xuống khu vực CNC ở Hồ Nam với lượng mưa là 314,5mm làm ngập quận Bao Đinh lúc 2 giờ chiều và vỡ kỷ lục địa phương. Đó là thực tế đang diễn ra. Trong vòng một tháng qua, nhiều nơi ở Trung Quốc chứng kiến mưa lớn, lũ quét và lở đất gây chết người khi giới chức nước này nâng mức khuyến cáo và cảnh báo. Truyền thông Trung Quốc đăng tải cảnh quay cho thấy những chiếc ô tô trôi giữa con đường ngập nước ở Hồ Nam. Những dòng nước đục ngầu tràn qua các chung cư và cửa hàng. Trong vài ngày qua, thành phố Trùng Khánh với 30 triệu dân chứng kiến giai đoạn mưa lớn nhất kể từ đầu mùa mưa. Mùa mưa năm nay ở Trung Quốc kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9, từ 8 giờ ngày 1 tháng 8 đến 8 giờ ngày 6 tháng 8. Trùng Khánh mưa liên tục với lượng mưa khoảng 219mm,
được ghi nhận tại quận Bắc Bội. Theo đài CCTV, cầu xe lửa Tứ Bộ Hà tại Trùng Khánh bị sập một phần do nước lũ, khiến hoạt động phải tạm dừng và sắp xếp lại. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều nhà sập và cảnh các thuyền cứu hộ sơ tán giữa mưa lớn tại Trùng Khánh. Cả con đường ở khu vực CNC đã biến thành những dòng sông chảy xiết, cuốn trôi hàng chục phương tiện. Lính cứu hỏa đã sử dụng dây thừng và xuồng cao su để giải cứu những cư dân bị mắc kẹt. Các video lan truyền trên mạng Weibo của Trung Quốc cho thấy, trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin, một chiếc xe hơi chở 5 người bị nước lũ cuốn trôi tại một cây cầu ở tỉnh Hà Nam vào tối ngày 3 tháng 8. Mọi người đã được cứu hộ. Một số cơ quan khí tượng tại Trung Quốc đã cảnh báo nguy cơ mưa lớn, thời tiết cực đoan dẫn tới thảm họa tự nhiên tại các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, Thiểm Tây trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày 3 tháng 8 đến 20 giờ ngày 6 tháng 8. Cụ thể, hàng chục ngôi nhà và tuyến đường ở tỉnh Thiểm Tây thuộc Tây Bắc Trung Quốc đã bị hư hại trong đợt mưa nửa thế kỷ có một. Cuối tuần trước, hơn 10.000 người ở tỉnh miền Trung Hồ Nam cũng phải sơ tán vì lũ lụt. Sáng ngày 6 tháng 8, mực nước của 7 con sông ở siêu đô thị Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc vẫn ở trên mức cảnh báo sau khi mưa lớn trút xuống hầu hết các khu vực của thành phố. Trùng Khánh là một trong những thành phố đông đúc nhất Trung Quốc với 30 triệu dân. Mưa lớn tấn công nhiều khu vực ở Tứ Xuyên, Vân Nam, Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, An Huy, Giang Tô. Nhiều trận mưa đo được là 160mm ở tỉnh Hồ Nam. Mưa lớn ảnh hưởng hơn 95.000 người và sơ tán hơn 14.000 người. Hồ Nam ước thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 575.000 nhân dân tệ. Mạng lưới giao thông, điện và thông tin liên lạc bị gián đoạn nhiều nơi. Người dân tại khu vực này đã được khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn, đặc biệt là tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao. Mưa lớn đã làm ngập Trùng Khánh, thành phố phía Tây Nam Trung Quốc trong vài ngày và làm dấy lên lo ngại về các thảm họa do mưa. Cơ quan chức năng Trung Quốc đã cảnh báo về thời tiết cực đoan và nhiều thiên tai trong tháng 7, trong khi mưa lớn khiến hàng ngàn người phải sơ tán tại tỉnh Hồ Nam. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, những trận mưa lớn kéo dài liên tục ở Trùng Khánh trong nhiều ngày là đợt mưa lớn nhất kể từ khi mùa mưa bắt đầu. Thành phố 30 triệu dân này là một trong những thành phố đông dân nhất Trung Quốc. Lũ lụt cũng gây ra lở đất và lở đất ở quận Ngô Giang gần đó, gây thiệt hại cho nhà cửa và mùa màng, chặn đường và làm gián đoạn giao thông. Trung Quốc gần đây đã phải chịu đựng cùng lúc cả mưa lớn và nhiệt độ nóng bức kéo dài, gây thiệt hại cho nền công nghiệp và tiêu thụ điện năng. Ngày càng có nhiều cảnh báo về các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn do biến đổi khí hậu ở Trung Quốc. Tại Hồ Nam, liên tục xảy ra các đợt mưa xối xả từ ngày 16 tháng 7 trở lại đây. Một số nhánh sông Trường Giang, một nhánh chính của sông Dương Tử chảy qua Hồ Nam, cũng đã chứng kiến lũ lụt ngắn hạn với mực nước vượt quá mức cảnh báo. Một số khu vực ở Hồ Nam xảy ra lũ cuốn và sạt lở đất. Đợt mưa lớn cách đây một tuần đã khiến hơn 276.000 người ở tỉnh Hồ Nam bị ảnh hưởng, đồng thời gây thiệt hại cho hơn 16.400 ha cây trồng với nhiều ngôi nhà bị sập hoặc hư hại. Trong bối cảnh ứng phó kịp thời với những trận mưa lớn, chính quyền địa phương đã thực hiện các biện pháp cần thiết để di rời hàng chục nghìn cư dân đến khu vực an toàn hơn. Trong tháng qua, mưa lớn đã bao trùm Trung Quốc kéo theo các hiện tượng lũ quét và lở đất khiến nhiều người thiệt mạng. Chính phủ nước này đã nâng cao cảnh báo về thiên tai và tăng cường khuyến cáo về an toàn. Mưa lớn hơn 50 năm có một vào cuối tuần khiến hàng chục nhà cửa và đường xá bị hư hại tại tỉnh Sơn Tây. Tân Hoa Xã dẫn thông tin cảnh báo về khả năng thảm họa do mưa lớn gây ra ở nhiều nơi. Ở miền Trung và Tây Nam Trung Quốc gồm Hà Nam, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, Sơn Tây. Vâng, thưa quý vị, trong khi lũ lụt nặng nề khiến hàng ngàn người trên khắp nước này phải sơ tán, thủ đô Bắc Kinh lại phải đối mặt với sóng nhiệt. Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh đã ghi nhận 30 ngày liên tiếp nhiệt độ vượt quá 35 độ C. Năm nay, hiện tượng El Nino đã làm cho thời tiết ở Trung Quốc khắc nghiệt từ sớm. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục gia hạn cảnh báo màu xanh, mức cảnh báo thấp nhất trong 4 màu với mưa bão ở phía Nam và miền Trung. Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu vàng, mức cao thứ hai về lũ lụt, sạt lở núi ở Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây, Cam Túc và Hà Nam. Trong khi đó, phần lớn các tỉnh thành phía Bắc nằm trong vùng cảnh báo màu vàng. Vì nhiệt độ cao ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Hà Nam, Nội Mông, Liêu Ninh, Hồ Bắc với nhiệt độ từ 37 đến 41 độ C. Người dân được khuyến cáo tránh hoạt động ngoài trời vào buổi trưa đến chiều. Cụ thể, ở phía Đông Bắc Trung Quốc đang trong đợt nắng nóng lịch sử với hàng trăm trạm thời tiết báo cáo mức cao kỷ lục trong tháng 6. Ngày 7 tháng 8, thủ đô Bắc Kinh quan sát thấy nhiệt độ 41,1 độ C, 106 độ F.
mức cao kỷ lục trong tháng và lần đầu tiên nhiệt độ cao hơn 40 độ C được quan sát thấy kể từ năm 2014. Cùng ngày, thành phố Thiên Tân báo cáo 41,4 độ C, một kỷ lục thời đại mới cho bất kỳ tháng nào. Cục Thời tiết Quốc gia Trung Quốc đưa ra cảnh báo về say nắng vào giữa tháng 7, sớm hơn gần 2 tháng so với các năm trước. Các nhà chức trách đã khuyến cáo người dân tạm dừng các công việc ngoài trời vào giữa ngày khi nhiệt độ lên cao nhất. Nhiệt độ cao cũng dẫn đến áp lực gia tăng với lưới điện. Với nhu cầu tăng hơn 20% được báo cáo tại Thiên Tân so với năm ngoái, nhiệt độ ở phía Đông Bắc Trung Quốc sẽ duy trì ở mức cực đoan trong tuần tới, với mức cao nhất được dự báo từ 40 đến 42 độ C mỗi ngày ở nhiều nơi. Nắng nóng năm nay diễn ra một cách bất thường khi mà Trung Quốc thường xuyên có lũ lụt vào mùa hè. Theo dự báo, 11 tỉnh có mưa lớn trong những ngày tới, chủ yếu ở miền Nam. Nhiều địa phương phía Bắc Trung Quốc tiếp tục ghi nhận nền nhiệt nóng kỷ lục trong hơn 60 năm qua và tiếp tục gây hại cho nhiều ngày tiếp theo. Các nhà khoa học nhận định nhiệt độ toàn cầu tăng lên đang làm trầm trọng thêm tình hình thời tiết khắc nghiệt trên toàn thế giới. Nhiều quốc gia châu Á, bao gồm Trung Quốc, đã ghi nhận các đợt nắng nóng với nhiệt độ cao kỷ lục. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang phải đối mặt và trả giá cho những hành vi khiến trái đất nóng lên. Mưa lũ nghiêm trọng vừa ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 95.000 người và buộc 14.000 người khác phải sơ tán và di rời tại tỉnh Hồ Nam miền Trung Trung Quốc. Thưa quý vị, chính quyền Trung Quốc cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt và nhiều thảm họa thiên nhiên trong tháng 8. Tân Hoa Xã cho biết cảnh báo về các thảm họa do mưa gây ra ở những vùng rộng lớn ở miền Trung và Tây Nam Trung Quốc đã được đưa ra trong ngày 4 tháng 8. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, nước này sẽ phải đối mặt với nhiều thảm họa thiên tai trong tháng 8, bao gồm lũ lụt, thời tiết đối lưu khắc nghiệt, bão và nhiệt độ cao. Trong một tháng qua, Trung Quốc đã trải qua những trận mưa xối xả, lũ quét và lở đất, khiến giới chức nước này phải nâng mức cảnh báo. Mới nhất, vào sáng ngày 4 tháng 8, cây cầu đường sắt ở thành phố Trùng Khánh bị sập một phần sau khi mưa kéo dài làm ngập thành phố phía Tây Nam Trung Quốc vài ngày qua. Đợt mưa liên tục ở Trùng Khánh này là đợt mưa lớn nhất kể từ khi mùa mưa bắt đầu tại Trung Quốc, thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9. Đoạn ghi hình trên mạng xã hội cho thấy nhiều nhà sập và cảnh các thuyền cứu hộ sơ tán người dựa mưa lớn tại Trùng Khánh. Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin một chiếc xe hơi chở 5 người bị nước lũ cuốn trôi tại một cây cầu ở tỉnh Hà Nam vào tối ngày 3 tháng 8. Một người được cứu kịp thời, theo tờ Trùng Khánh Nhật Báo ngày 3 tháng 8. Hàng chục ngôi nhà và đường xá bị hư hại ở tỉnh Thiểm Tây phía Tây Bắc Trung Quốc trong trận mưa xối xả 50 năm mới có một lần vào cuối tuần qua. Hơn 10.000 người tại tỉnh Hồ Nam thuộc miền Trung đã được sơ tán khỏi lũ lụt hồi tuần trước. Khoảng 70 ngôi nhà bị sập, 2.283 ngôi nhà bị hư hại và nhiều khu vực ruộng bị ngập. Thiệt hại cho đến nay được ước tính vào khoảng 79 triệu đô la Mỹ. Truyền thông Trung Quốc đăng tải cảnh quay cho thấy những chiếc ô tô trôi giữa con đường ngập nước ở Hồ Nam. Những dòng nước đục ngầu tràn qua các chung cư và cửa hàng. Trong khi lũ lụt nặng nề khiến hàng ngàn người khắp nước này phải sơ tán, thủ đô Bắc Kinh lại đối mặt với sóng nhiệt. Trung tâm Khí hậu Quốc gia của Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã ghi nhận 10 ngày liên tiếp nhiệt độ vượt quá 35 độ C. Lần cuối cùng điều này diễn ra là vào năm 1961, việc thiếu mưa tại thủ đô có thể góp phần làm tăng nhiệt độ. Các nhà chức trách cho biết mặc dù nhiệt độ hiện tại đã giảm kể từ đầu tuần xuống mức 33 độ C, nhưng nhiệt độ dự kiến sẽ tăng trở lại lên tới 39,6 độ C ở Bắc Kinh và các vùng khác của Trung Quốc trong tuần này. Nắng nóng năm nay diễn ra một cách bất thường khi Trung Quốc thường xuyên có lũ lụt vào mùa hè. Theo dự báo, 11 tỉnh sẽ có mưa lớn trong những ngày tới, chủ yếu ở miền Nam. Năm 2021, hơn 300 người đã chết ở tỉnh Hà Nam do lũ lụt. Theo hãng tin AP, lượng mưa kỷ lục đã làm ngập thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh này vào ngày 20 tháng 7 năm 2021, khiến đường phố trở thành sông và tàu điện ngầm bị ngập. Trận lũ lụt tồi tệ nhất của Trung Quốc diễn ra vào năm 1998, khi 4.150 người chết, hầu hết sống dọc theo sông Dương Tử, thiệt mạng. Những ngày qua, đất nước Trung Quốc đang phải hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ, khiến cho chính phủ nước này liên tục phát đi cảnh báo khẩn. Theo số liệu của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, từ 12 giờ ngày 3 tháng 8 đến 12 giờ ngày 4 tháng 8, nước lũ trên 110 con sông đã vượt mức báo động, với mực nước vượt ngưỡng cảnh báo từ 0,4 đến 7,98 m. Lũ trên 110 con sông tại Trung Quốc vượt mức báo động, cảnh báo dâng cao 7,98 m. Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng thời tiết cực đoan, khi tại miền Nam nước này, mưa kéo dài gây lũ lụt nghiêm trọng. Ngày 4 tháng 8, chính quyền hai tỉnh Quảng Đông và Giang Tây ở Đông Nam Trung Quốc đã phải nâng mức cảnh báo lũ lụt do mưa lớn kéo dài nhiều tuần. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV ngày 5 tháng 8 cũng đã phát đi những hình ảnh về công tác khắc phục thiệt hại do lũ lụt và các hoạt động cứu trợ đang diễn ra ở các khu vực bị ảnh hưởng.
mưa lớn liên tục từ giữa tháng 6 đến nay đã khiến nước lũ trên nhiều con sông ở miền Nam Trung Quốc liên tục vượt mức báo động, buộc nước này phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ tại đây lên cấp 1, cấp cao nhất. Miền Nam Trung Quốc đã và đang hứng chịu nhiều đợt mưa lớn thời gian gần đây, khiến lũ xảy ra tại nhiều tỉnh như Hồ Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây và Giang Tây. Nhiều ngôi nhà bị ngập, giao thông liên lạc, điện bị gián đoạn. Nhiều nơi đang phải triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Tình hình lũ lụt hết sức nghiêm trọng. Ngày 2 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lý Quốc Anh một lần nữa phải chủ trì một cuộc họp đặc biệt về kiểm soát lũ lụt qua video với chính quyền Quảng Đông và Ủy ban Thủy lợi sông Châu Giang. Ông cho biết mực nước hiện tại của Tây Giang và Bắc Giang trên lưu vực sông Châu Giang liên tục tăng cao, đồng thời dự báo một trận lũ cực lớn có thể xảy ra ở Bắc Giang vào ngày 3 tháng 8. Trong khi đó, trận lũ số 2 đang hình thành ở Tây Giang từ ngày 5 tháng 8. Một đợt mưa lớn mới sẽ xảy ra ở thượng nguồn con sông này và rất có thể hình thành một trận lũ mới. Tình hình kiểm soát lũ ở lưu vực sông Châu Giang rất phức tạp, nghiêm trọng và cấp bách. Trước tình hình này, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán sông Châu Giang đã buộc phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ tại đây từ cấp 2 lên cấp 1, mức cao nhất từ 22 giờ ngày 4 tháng 8. Cũng theo số liệu của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, từ 12 giờ ngày 3 tháng 8 đến 12 giờ ngày 4 tháng 8, nước lũ trên 110 con sông của nước này đã vượt mức báo động với mực nước vượt ngưỡng cảnh báo từ 0,4 đến 7,98m. Quảng Đông cùng các tỉnh lân cận ở phía Nam gồm Phúc Kiến và Quảng Tây những tháng qua hứng chịu mưa lũ kỷ lục, buộc hàng triệu người sơ tán. Từ chiều ngày 3 tháng 8 đến rạng sáng ngày 4 tháng 8, mưa lớn cũng đã trút xuống một khu vực từ tỉnh Cát Lâm đến tỉnh Giang Tô và tỉnh Vân Nam. Một số địa điểm ghi nhận lượng mưa lên đến 180mm. Từ đầu tháng 6, tại khu vực phía Nam Trung Quốc hứng chịu lượng mưa lớn, nặng nề gây ra lũ lụt. Đây không phải là hiện tượng lạ mà đất nước tỷ dân này thường xuyên bị lũ lụt trong những tháng hè, với tần suất lớn nhất ở miền Trung và Nam. Vào ngày 1 tháng 8, tại thị trấn Anh Đức, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã quyết định nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 2 lên mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 1. Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn, mực nước lưu vực sông Bắc Giang lần này sẽ đạt kỷ lục cao nhất trong hơn một thế kỷ qua. Việc kiểm soát tình hình lũ lụt tại Anh Đức đang được chính quyền Trung Quốc kiểm soát nghiêm ngặt để tránh thiệt hại tối đa về người và của. Các phương tiện truyền thông cũng đang gấp rút cảnh báo người dân về thiên tai. Trước mắt, thiên tai bất ngờ kéo đến, cuộc sống của người dân Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề, đã có hàng triệu người dân thiệt hại kinh tế, mất nhà, mất hoa màu, vật nuôi. Đứng trước tình cảnh này, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc đã chi khẩn hàng trăm triệu nhân dân tệ để ứng cứu thiên tai, giúp cho người dân khắc phục hậu quả cuộc sống của người Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề. Mưa lớn, lũ lụt triền miên đã xáo trộn cuộc sống của người dân miền Nam Trung Quốc. Đợt mưa lớn này đã khiến nhà cửa và đất nông nghiệp của 7 làng ở thị trấn Anh Đức, tỉnh Quảng Đông bị ngập lụt ở nhiều mức độ khác nhau. Tính đến 17 giờ chiều ngày 1 tháng 8, thị trấn đã di tản thành công hơn 3.500 người dân. Đến nay, chỉ riêng tỉnh Giang Tây, miền Đông Nam Trung Quốc, nơi phải phát đi báo động đỏ về lũ lụt. Trong ngày 1 tháng 8, đã có 400.000 người bị ảnh hưởng thiệt hại kinh tế lên tới 420 triệu nhân dân tệ, hơn 65 triệu đô, hơn 39.300 ha cây trồng bị phá hủy. Theo Cơ quan Quản lý Khẩn cấp địa phương, cả tỉnh Quảng Đông mưa lũ đã ảnh hưởng đến 440.000 người và 25,1 ha diện tích cây trồng, làm sập 1.650 ngôi nhà, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 1,653 tỷ nhân dân tệ, hơn 255 triệu đô. Hiện tỉnh này đang phải kích hoạt lại cơ chế ứng phó khẩn cấp với lũ cấp 1, tức cấp cao nhất, đã tạm ngừng phương tiện giao thông công cộng, hoạt động giảng dạy, lớp học và làm việc tại văn phòng. Trước nguy cơ nước dâng cao và sạt lở đất, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phải chi khẩn 190 triệu nhân dân tệ, khoảng 25 triệu đô từ Quỹ Cứu trợ Thiên tai Trung ương cho các tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và Quảng Tây để hỗ trợ các địa phương này chống lũ và cứu trợ thiên tai. Kể từ đầu mùa lũ đến nay, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp nước này đã phải phân bổ 500 triệu nhân dân tệ, gần 76 triệu đô cho các địa phương phòng chống và cứu trợ thiên tai. Tính đến 12 giờ ngày 2 tháng 8, Trung Quốc vẫn còn 90 con sông có mực nước lũ vượt mức báo động, trong đó tập trung chủ yếu tại lưu vực sông Châu Giang ở địa phận các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến, với mực nước vượt ngưỡng cao nhất lên tới gần 9 mét. Trận lụt tồi tệ nhất của Trung Quốc trong thời gian gần đây là vào năm 1998, khiến hơn 2.000 người chết và gần 3 triệu căn nhà bị phá hủy, chủ yếu dọc theo sông Trường Giang.
chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư vào công tác phòng chống lũ và các dự án thủy điện như đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang. Không chỉ Trung Quốc, thế giới cũng chứng kiến sự gia tăng các cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu. Xu hướng này khiến lũ lụt xảy ra ngày càng nhiều, đe dọa tới sinh mạng, mùa màng và nguồn nước ngầm. Tình hình mưa lũ Trung Quốc vẫn đang ở mức báo động, với mực nước ở các dòng sông liên tục dâng cao. Thậm chí, mực nước dòng chính sông Bắc Giang tại tỉnh Quảng Đông có thể đạt kỷ lục cao nhất trong vòng hơn 100 năm qua. Trong khi đó, thì nhiều địa phương miền Bắc Trung Quốc đang phải chịu nắng nóng kỷ lục, vượt 40 độ C. Trước tình hình khắc nghiệt ở cả hai miền Nam Bắc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần qua đã phát đi cảnh báo khẩn. Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại miền Nam Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 2 tháng 8 đã chủ trì họp thường trực chính phủ, yêu cầu tiếp tục triển khai công tác phòng chống lũ lụt, đảm bảo tài sản và tính mạng người dân. Theo thông tin trên, tài khoản WeChat chính thức của Sở Thủy lợi tỉnh Quảng Đông đưa tin dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn địa phương cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn và nước thượng nguồn đổ về, những ngày gần đây, mực nước dòng chính sông Bắc Giang tại tỉnh này tiếp tục dâng cao, với lưu lượng đỉnh lũ có thể lên tới 22.000 mét khối trên giây vào ngày 3 tháng 8, đạt kỷ lục cao nhất trong hơn 100 năm qua. Đây là trận lũ lụt lớn nhất ở hạ lưu sông Bắc Giang kể từ khi có ghi chép dữ liệu đến nay. Tình hình chống lũ tại đây hết sức nghiêm trọng. Trước thực trạng này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 2 tháng 8 đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ bàn về công tác phòng chống lũ. Theo thông tin tại hội nghị, mưa lũ năm nay, hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Trung Quốc. Do vậy, hội nghị yêu cầu hoàn thiện cơ chế phối hợp cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Đồng thời, hối thúc các địa phương tăng cường chuẩn bị lực lượng và vật tư để phòng chống lũ lụt ở khu vực miền Bắc Trung Quốc. Sau khi mưa lớn đang có dấu hiệu chuyển dần từ phía Nam lên phía Bắc, nhiều ngày qua, lượng mưa lớn liên tục đổ xuống khu vực miền Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của mưa, lưu lượng dòng chảy tại trạm Thạch Giác trên sông Bắc Giang thuộc tỉnh Quảng Đông đã đạt 19.000 mét khối trên giây vào lúc 12 giờ ngày 2 tháng 8, vượt mọi ghi chép đo được trong lịch sử. Trong đó, nhiều địa phương miền Bắc và miền Nam Trung Quốc đang hứng chịu một đợt nắng nóng kéo dài. Sáng ngày 3 tháng 8, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu vàng, cấp thứ 2 trong thang 4 cấp. Đây cũng là ngày thứ 25 liên tiếp cơ quan này đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao khi nền nhiệt độ ở nhiều nơi đã vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng nóng kéo dài đã khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng kỷ lục, phụ tải điện ở Sơn Đông, tỉnh có dân số đông thứ 2 Trung Quốc, nơi có một số thành phố phải phát đi báo động đỏ vì nắng nóng, đã đạt 98 triệu kW, với mức cao nhất của năm 2022 là 92,94 triệu kW. Phụ tải điện của tỉnh Hà Nam liền kề cũng đạt mức kỷ lục 74,28 triệu kW vào ngày 30 tháng 7. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khi đến thăm một nhà máy nhiệt điện ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc nước này hôm 1 tháng 8 đã yêu cầu phải tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo cung cấp điện, kiên quyết không để tình trạng cắt điện xảy ra. Các khu vực ở tỉnh Hà Bắc, Hà Nam và Sơn Đông phải đối mặt với tình trạng khô hạn trong suốt 6 tháng do tình trạng nắng nóng vào mùa hè đi sớm hơn mọi năm. Thời tiết bất thường ở hai miền Nam Bắc Trung Quốc đã cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu. Trước thiên tai khắc nghiệt, chính phủ Trung Quốc sẽ phải nỗ lực thật nhiều để khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống người dân. Biến đổi khí hậu và thiên tai đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều quốc gia trên thế giới. Trong khi lũ lụt ở Trung Quốc đang diễn biến phức tạp, thì ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, động đất đã khiến cho hơn 30.000 người thiệt mạng, gần 20.000 người bị thương và gần 7.000 tòa nhà bị sập. Hy vọng rằng các quốc gia đang chịu ảnh hưởng của thiên tai có thể sớm khắc phục hậu quả. Cả nước Trung Quốc từ Nam đến Bắc, từ Đông sang Tây, ở nhiều nơi đã có mưa bão khắp nơi xảy ra lũ lụt. Một số cư dân mạng bình luận rằng dường như ông trời muốn quét sạch Đảng Cộng sản Trung Quốc mới có thể chấm dứt sự tàn phá bừa bãi trên vùng đất đầy tội lỗi này. Vào ngày 5 tháng 7, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng, cơn mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều đoạn đường. Cũng vào cùng ngày, cơn mưa xối xả đã nhấn chìm khu thắng cảnh Hoàng Quả Thụ ở tỉnh Quý Châu, một số đường phố nước sâu đến 2,5 mét. Trận mưa lớn liên tục ở Trùng Khánh trong hơn một tuần qua đã khiến người dân địa phương khốn khổ và gây áp lực lên hạ lưu đập Tam Hiệp. Cơn mưa lớn ở Hạc Cương, Hắc Long Giang đã phá vỡ nhịp sống của người dân. Trận lũ quét gây ra bởi trận mưa lớn ở Lương Sơn, Tứ Xuyên đã phá hủy các ngôi nhà. Tại Côn Minh, Xuân Thành, một đêm mưa lớn đã quét sạch sự hấp dẫn của thành phố mùa xuân, hơn nữa còn khiến người dân lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng.
trận mưa bão cũng biến Nam Kinh thành một thành phố nước thực sự. Mưa lớn vẫn tiếp diễn ở miền Nam Trung Quốc, khiến 26 tỉnh thành bị lũ lụt bao vây. Trong đó, tỉnh Hồ Bắc bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Tính đến ngày 8 tháng 8, có ít nhất 4,2 triệu người đã bị ảnh hưởng và 1,65 triệu ngôi nhà bị phá hủy. Có chủ nhà chứng kiến ngôi nhà mới xây trị giá 800.000 nhân dân tệ, khoảng 2,1 tỷ Việt Nam đồng của họ bị nước lũ cuốn sập mà không khóc ra nước mắt. Theo truyền thông đại lục đưa tin, vào ngày 2 tháng 8, một cơn mưa lớn dữ dội đổ xuống làng Trì Trá Bình, thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc. Ngôi nhà 2 tầng mới xây trị giá 800.000 nhân dân tệ của anh Lý Phát Quỳ đã bị lũ cuốn trôi và gia đình anh hiện không còn nhà để ở. Nói về lý do ngôi nhà sụp đổ, anh Lý cho biết vì đống đổ nát của ngôi nhà đối diện bị lũ cuốn trôi 5 năm trước chưa được dọn sạch sẽ, nên dòng nước đã bị chuyển hướng làm ngôi nhà của anh bị cuốn trôi. Trong những ngày qua, những trận mưa lớn liên tục ở miền Nam Trung Quốc đã gây ra lũ lụt ở nhiều khu vực. Chính quyền Trung Quốc thừa nhận rằng nửa đầu năm nay có gần 49 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tăng 45,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Cục Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc tuyên bố rằng thiên tai ở Trung Quốc trong nửa đầu năm nay chủ yếu là lũ lụt, mưa đá và thảm họa địa chất. Theo số liệu chính quyền công bố, trong năm nay, Trung Quốc đã có tổng cộng 47,3 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 250 người chết và mất tích, 768.000 người phải sơ tán và tái định cư khẩn cấp, 17.000 ngôi nhà bị sập, 875.000 ngôi nhà bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây nông nghiệp bị ảnh hưởng là 6,2 triệu hecta, tổn thất kinh tế trực tiếp là 79,05 tỷ nhân dân tệ. Theo Cục Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, miền Nam Trung Quốc là khu vực chịu thảm họa chính. Mưa lớn trong khu vực đã gây ra một lượng lớn các thảm họa địa chất ở Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên và các tỉnh khác. Đặc biệt của thiên tai lần này là xảy ra ở nhiều khu vực trên diện tích lớn, lại mang tính đột phá cao. Nói dối và che đậy sự thật đã trở thành bản tính của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hơn nữa, họ lại thường xuyên giảm nhẹ mức độ của thiên tai. Vì vậy, ngoại giới lo ngại rằng, trên thực tế, các đợt thảm họa này thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Nhiều người dân địa phương cho biết, rất nhiều nơi đã xảy ra lở đất, dòng đất đá dồn xuống trực tiếp chôn vùi những ngôi nhà, đường sắt bị lũ cuốn trôi, cửa hàng và nhà cửa bị ngập nước, thậm chí ngập đến tầng 4. Một số ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, có nơi còn xảy ra trường hợp người và nhà cửa cùng bị lũ cuốn đi. Vì vậy, dữ liệu thương vong thực tế nhiều khả năng rất đáng báo động. Miền Nam Trung Quốc hiện mưa to vẫn kéo dài, 250 con sông bị ngập trên mức báo động, 20 tỉnh bị lũ lụt vây khốn, mực nước của Tam Hiệp vượt qua giới hạn cảnh báo. Trên dưới sông Dương Tử có hàng ngàn hồ chứa nước đang sốt ruột muốn xả lũ, không ít nơi bị ngập chìm. Những điều này đã khiến đập Tam Hiệp hiện nguyên hình và có nguy cơ bị sập. Ngoài ra, Trung Quốc còn có ít nhất gần 80.000 hồ chứa giống như những quả bom hẹn giờ. Từ đầu tháng 8, ở Quý Châu, Trùng Khánh và các khu vực trung hạ lưu sông Dương Tử liên tiếp hứng chịu các trận mưa lớn. Theo thống kê, cơn mưa liên tục dọc theo toàn bộ sông Dương Tử đã gây ra những thảm họa nghiêm trọng. 20 tỉnh và thành phố đã bị lũ lụt bao vây. Dự kiến mưa lớn sẽ tiếp tục ở khu vực Giang Nam trong tháng này. Mưa lớn ở phía Tây Nam Trung Quốc dội thẳng vào lưu vực sông Dương Tử, gây ra lũ lụt ở nhiều nơi. Ngoài ra, mực nước của đập Tam Hiệp vượt quá giới hạn cảnh báo. Khoảng 1.000 hồ chứa ở thượng, trung và hạ lưu sông Dương Tử xả lũ gấp, khiến không ít nơi bị ngập lụt. Tuy nhiên, thông tin khí tượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ gọi là mưa rơi nặng hạt để mô tả đợt thiên tai lũ lụt này. Kính thưa quý vị, gần đây ở thượng nguồn sông Dương Tử có những trận mưa lớn tại Ô Giang, Mân Giang và Tiểu Giang. Do vậy, lưu lượng chảy vào hồ chứa Tam Hiệp bắt đầu tăng vào ngày 3 tháng 8. Vào chiều ngày 4 tháng 8, lưu lượng chảy vào hồ chứa đạt 40.000 mét khối trên giây. Để đối phó với lũ lụt, Cục Kiểm soát lũ sông Dương Tử yêu cầu xả nước hồ chứa Tam Hiệp để điều chỉnh với mức trung bình 32.000 mét khối trên giây vào khoảng ngày 5 tháng 8. Đập Tam Hiệp đã mở hai cửa để xả lũ. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng đập Tam Hiệp thường có thể đối phó với dạng lũ có tần suất thiên nhiên kỳ, có lưu lượng 98.800 mét khối trên giây. Tuy nhiên, lưu lượng chảy 40.000 mét khối trên giây ở thượng nguồn sông Dương Tử thấp hơn tiêu chuẩn lũ tần suất 10 năm mà trận hồng thủy số 1 năm nay đã hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử. Trong tháng 8 còn có một đợt lũ mới, càng làm gia tăng nguy cơ cho đập Tam Hiệp. Hiện tại, thượng nguồn và hạ lưu đập Tam Hiệp đang đối mặt với mối đe dọa lũ lụt nghiêm trọng. Thượng du Tứ Xuyên đã trở thành nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận mưa lớn này.
đến cuối tháng 7 vừa qua, các đơn vị thủy văn ở châu tự trị Nawa của Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Cam Tư đều đã lần lượt đưa ra cảnh báo lũ màu cam. Hơn 200.000 người đã bị ảnh hưởng ở Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên. Kiểm soát lũ lụt cấp màu vàng đã được đưa ra. Đối mặt với tình hình lũ lụt liên tục của thượng nguồn sông Dương Tử, đập Tam Hiệp đã được mở cửa xả lũ, dẫn đến hạ lưu từ Hồ Bắc xuôi dòng xuống Hồ Nam, Giang Tây và Giang Tô liên tiếp gặp nạn. Lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Nghi Xương và Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc ở hạ lưu đập Tam Hiệp. Nghi Xương chỉ cách đập Tam Hiệp hơn 40 km và là trạm đầu tiên ở hạ lưu đập Tam Hiệp. Ngày 4 tháng 8, mưa lớn đã xảy ra tại thành phố Nghi Xương, lượng nước trong khu vực đô thị rất nghiêm trọng và các phương tiện xe cộ gần như bị nhấn chìm. Sáng ngày 5 tháng 8, Vũ Hán, Hoàng Cương, Kinh Châu, Ân Thi, Tiềm Giang và những nơi khác của tỉnh Hồ Bắc đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Vào ngày 4 tháng 8, Đài quan sát khí tượng Trung ương đã dự báo rằng các khu vực có lượng mưa lớn trước đó trong 10 ngày tới sẽ lại bị mưa tiếp, chủ yếu ở khu vực phía Tây Nam, Giang Hán, Giang Hoài và phía Bắc Giang Nam. Hiệu ứng mưa chồng chất sẽ gây ra các thảm họa thứ cấp như lũ ống, thảm họa địa chất, làm tăng đáng kể nguy cơ nước dâng cao ở các nhánh sông nhỏ và vừa, gây lũ lụt ở thành thị và nông thôn, cần phải phòng ngừa đặc biệt. Ông Vương Duy Lạc, một chuyên gia thủy lợi người Trung Quốc sống ở Đức, nói rằng lũ lụt trên toàn Trung Quốc hiện rất nghiêm trọng, nhưng địa điểm cụ thể, mức độ nghiêm trọng và tình hình về thương vong sẽ không được đưa tin thông báo. Vì vậy, người dân địa phương đều không có cách nào biết được thông tin thiên tai chân thực của nơi họ ở. Ông Vương tiết lộ rằng đập Tam Hiệp không có khả năng kiểm soát lũ như khoe khoang. Đập Tam Hiệp hiện đang phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, với những cơn mưa lớn ở thượng nguồn và trung lưu. Cả ở hạ lưu khí hậu cũng cực đoan đang mưa xối xả. Trận lụt ở sông Dương Tử năm 1954 chính vì thế mà đã xảy ra, chỉ cần thượng lưu và hạ lưu đồng thời mưa bão sẽ khiến khả năng phòng mưa lũ được của đập Tam Hiệp hiện nguyên hình. Ông Vương cho rằng do gì xung quanh âu tàu của đập Tam Hiệp là không lạc quan. Nếu vỡ đập, khu vực hạ lưu sẽ bị ngập hoàn toàn từ Nghi Xương đến Thượng Hải. Ngoài đập Tam Hiệp, Trung Quốc còn có 80.000 quả bom hẹn giờ. Ông Vương đã viết rằng có hơn 98.000 hồ chứa ở Trung Quốc, hơn 66.000 hồ chứa đã từng có nguy hiểm và hơn 16.000 hiện đang gặp nguy hiểm. Tại cuộc họp giao ban chính sách thường xuyên do Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức, Điền Dĩ Đường, Cục trưởng Cục Phòng chống lụt bão và hạn hán của Bộ Thủy lợi cho biết Trung Quốc có hơn 98.000 con đập hồ chứa, trong đó hơn 67.000 đập hồ chứa từng có nguy cơ và hơn 17.000 đập hồ chứa khác đang có nguy hiểm, cần khẩn trương gia cố. Ông Vương phân tích, theo dữ liệu này, có hơn 82.000 đập hồ chứa đã và đang có nguy hiểm, chiếm 84% tổng số đập hồ chứa ở Trung Quốc. Ông Điền Dĩ Đường quy cho một trong những lý do chính khiến các đập hồ chứa này bị nguy hiểm là do hầu hết các đập hồ chứa đều được xây dựng vào những năm 1950 và 1970. Nói cách khác, những đập hồ chứa này đã được sử dụng trong hơn 40-60 năm. Nếu tính theo tuổi thọ bình thường của các đập hồ chứa trong 50 năm, các đập hồ chứa này đã kết thúc thời gian sử dụng bình thường hoặc đã quá hạn. Cuộc điều tra và thống kê về đập hồ chứa nguy hiểm được bắt đầu vào năm 1975 khi xảy ra sự kiện vỡ đập Bàn Kiều. Vào thời điểm đó, có hơn 60 đập hồ chứa, hai trong số đó là các hồ chứa cỡ trung bình, Bàn Kiều và Thạch Mạn Than. Đập Bàn Kiều đã vỡ, 240.000 người tử vong. Ông Vương nói rằng Trung Quốc đã xây dựng hàng chục hồ chứa trên một con sông. Nếu một cái bị vỡ đập, thì hồ chứa bên dưới cũng vỡ đập theo. Cục khí tượng Trung Quốc dự báo trong 2 tháng tới vẫn có mưa lớn, lũ lụt, nhiệt độ tăng cao, nắng nóng gay gắt và xuất hiện thời tiết cực đoan so với cùng kỳ các năm trước. Nhiều nơi ở miền Bắc Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiệt độ cao và các đợt nắng nóng. Hồi cuối tháng 7, nhiệt độ ở thủ đô Bắc Kinh và các khu vực lân cận lên tới 41 độ C. Đây là dữ liệu cao nhất kể từ khi khu vực này bắt đầu có ghi chép về khí tượng vào năm 1961. Trong khi đó, gần đây, nhiều tỉnh thành ở phía Nam Trung Quốc như Trùng Khánh, Hồ Nam, Hà Nam, Thiểm Tây đã phải hứng chịu những cơn mưa lớn, lở đất và các thảm họa thiên nhiên khác, dẫn đến thiệt hại về người, phương tiện và nhà cửa và đất canh tác. Mới đây, từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 8, mưa xối xả ở quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh đã gây ra lũ quét. Dòng lũ dữ dội tràn vào đường phố và khu dân cư, cuốn trôi nhiều ngôi nhà. Giới chức thông báo đã có 15 người chết và 4 người mất tích.
Kể từ ngày 3 tháng 8, hầu hết các vùng của Trùng Khánh đều có mưa to đến rất to. Hơn 10 con sông ở đây như Giang Tân, Kỳ Giang, Vạn Châu đã xuất hiện cảnh báo lũ. Theo tin tức từ Cục Quản lý Ứng phó Khẩn cấp quận Vạn Châu, tính đến 9 giờ sáng ngày 4 tháng 8, trong đợt mưa vừa rồi, có 40 thị trấn và làng mạc xuất hiện mưa lớn. Nơi đo được lượng mưa cao nhất là thị trấn Trường Than với 261,2mm. Tính đến 10 giờ sáng ngày 5 tháng 8, có 37.226 người dân ở Vạn Châu đang chịu ảnh hưởng của lũ quét, 11.578 người đã được di rời khẩn cấp và 779 người được tái định cư khẩn cấp. Tổng diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 1.949,96 ha. Ngoài ra còn có 138 gian nhà của 50 hộ gia đình bị sập, 221 gian nhà của 112 hộ bị hại. Thiệt hại kinh tế trực tiếp của toàn quận là 227.844.740 nhân dân tệ. Đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy trận lũ ở Trùng Khánh vô cùng dữ dội. Một ngôi nhà cao tầng bị lũ cuốn trôi, không rõ trong nhà có người hay không. Nước lũ tràn vào phố cổ Ngũ Kiều ở quận Vạn Châu đã làm ngập các ngôi nhà và cửa hàng ở tầng thấp. Sau khi nước rút, nhiều người dân đang vớt những vật dụng bị chìm trong nhà. Một đoạn video khác cho thấy vào ngày 4 tháng 8, trận mưa lớn đã khiến cầu đường sắt Vạn Lương bị sập một phần, nhiều chuyến tàu đã bị hủy bỏ. Kể từ đầu tháng 7, nhiều nơi ở tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Bắc cũng bước vào mùa lũ và thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét. Bà Hà sống tại thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc cho biết lũ quét hôm 4 tháng 8 đã phá hủy 3 ngôi nhà. Vụ việc xảy ra vào buổi sáng. Khi đó mọi người đã ngủ dậy nên đều chạy ra ngoài được nên không có thương vong. Sau khi trải qua kiểu thời tiết bất thường miền Nam hạn hán, miền Bắc lũ lụt vào năm ngoái, dường như năm nay Trung Quốc đã quay trở lại trạng thái điển hình Bắc hạn hán, Nam lũ lụt. Các chuyên gia khí tượng cho biết El Nino đang đến và Cục Khí tượng sẽ chú ý đến các thảm họa liên quan có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong vài tháng tới. Vào tối ngày 14 tháng 7 năm nay, Cục Khí tượng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu vàng đầu tiên về nhiệt độ cao trong năm nay. Hệ thống cảnh báo thời tiết của Trung Quốc được mã hóa bằng màu sắc gồm 4 cấp độ, trong đó đỏ là mức nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh. Bên cạnh đó, kể từ năm 2009, cảnh báo nhiệt độ cao trung bình của Trung Quốc thường được đưa ra vào ngày 28 tháng 7, nhưng năm nay nó đã được cảnh báo sớm 2 tuần. Đợt cảnh báo nhiệt độ cao này kéo dài đến ngày 17 tháng 7 và phạm vi ảnh hưởng lớn đến 2 triệu km2. Trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 8, thời tiết nắng nóng trên 37 độ C bao trùm khắp 10 tỉnh thành phía Bắc Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Nội Mông, Liêu Ninh. Cục bộ có nơi nhiệt độ lên tới 40 độ C. Tính đến ngày 4 tháng 8, thành phố Tupan của Tân Cương đã trải qua 9 ngày liên tiếp với mức nhiệt trên 40 độ C. Hôm 1 tháng 8, trạm khí tượng Hồ A Đinh ở bồn địa Tupan ghi nhận mức nhiệt 48,5 độ C, phá vỡ nhiệt độ cao kỷ lục trong tháng 6 của Trung Quốc và lọt vào top đầu trong bảng xếp hạng nhiệt độ cao toàn cầu. Thông thường mỗi năm, phải đến tháng 7 hoặc tháng 8 thì nhiệt độ tại bồn địa Tupan mới vọt lên hơn 45 độ C. Trong khi khu vực phía Bắc đang phải đối mặt với nhiệt độ cao, thì khu vực phía Nam của Trung Quốc lại đón nhận một lượng mưa lớn. Vào ngày 1 tháng 8, Đài quan sát khí tượng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo hồ vàng cho mưa bão. Dự báo cho biết từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 8, nhiều nơi ở phía Nam Trung Quốc có mưa dông trên diện rộng, có nơi đi kèm với sấm chớp và gió giật mạnh. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 8, mưa lớn chủ yếu ảnh hưởng đến các tỉnh thành như Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải. Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 8, vành đai mưa di chuyển về phía Đông Nam, chủ yếu ảnh hưởng đến các tỉnh Quý Châu, Quảng Tây và hầu hết các khu vực ở phía Nam sông Trường Giang. Hôm 8 tháng 8, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo về El Nino và thông báo rằng hiện tượng khí hậu này đã xuất hiện. Tại cuộc họp báo trực tuyến do Cục Khí tượng Trung Quốc tổ chức, ông Chu Bình, chuyên gia trưởng về dịch vụ khí hậu của Cục Khí tượng cho biết El Nino chắc chắn sẽ xảy ra trong năm nay và điều này đánh dấu sự trở lại của miền Bắc hạn hán, miền Nam lũ lụt đúng nghĩa tại Trung Quốc. El Nino là hiện tượng nhiệt độ nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và phía đông Thái Bình Dương cao hơn so với trung bình nhiều năm, dẫn đến tình trạng hoàn lưu khí quyển bất thường. El Nino sẽ tác động đáng kể đến nhiệt độ toàn cầu. Ông Chu Định Trân, kỹ sư cấp cao của Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, hồi giữa tháng 6, hiện tượng Bắc hạn hán, Nam lũ lụt thường xảy ra vào những năm El Nino xuất hiện. Thông thường xảy ra El Nino, khả năng cao là Trung Quốc sẽ có mùa đông ấm áp, mùa hè sẽ có sự phân bố nóng ở phía Bắc và mát ở phía Nam.
theo ông Trung bình El Nino lần này được ước tính có cường độ trên mức trung bình và dự kiến sẽ đạt cực đại vào mùa đông năm nay, tính từ tháng 5 năm nay, và nó sẽ kéo dài ít nhất 8 đến 10 tháng. Nếu El Nino lần này có thể đạt đến cường độ mạnh, có khả năng cao nó sẽ kỷ lục nóng nhất toàn cầu do sự kiện El Nino xác lập vào năm 2016. Tuy vậy, ông cho rằng, nhìn lại lịch sử El Nino năm nay rất giống với El Nino cường độ trung bình xuất hiện vào các năm 2009-2010. Hiện tượng El Nino từ năm 2009 đến năm 2010 kéo dài 11 tháng, từ cuối tháng 6 đến tháng 9 năm 2009, nhiệt độ cao đã ảnh hưởng đến 17 tỉnh thành ở Trung Quốc. Từ tháng 6 đến tháng 8, một phần Nội Mông, Cát Lâm, Liêu Ninh và các tỉnh khác bị hạn hán nghiêm trọng. Từ mùa thu năm 2009 đến mùa xuân năm 2010, khu vực Tây Nam của Trung Quốc đã trải qua đợt hạn hán kéo dài. Và đây cũng là đợt hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ khi dữ liệu này được thu thập. Trong 120 năm qua, El Nino và hiện tượng La Nina đối ngược với nó đã mang đến những thảm họa khí tượng cho thế giới. El Nino và La Nina có thể được xếp vào top 10 thảm họa khí hậu toàn cầu. Cũng trong 120 năm qua, thế giới đã xảy ra 3 lần El Nino siêu mạnh, lần gần đây nhất là từ năm 2014-2016. Khi đó, Trung Quốc có mùa đông ấm áp vào năm 2014. Miền Nam Trung Quốc thường xuyên có mưa bão vào mùa hè năm 2015. Tất cả đều liên quan đến El Nino. Ngoài ra, hiện tượng El Nino siêu dài xuất hiện vào các năm 1997-1998 cũng gây ra hàng loạt hiện tượng khí hậu dị thường, có thể kể đến như hạn hán nghiêm trọng xuất hiện ở Thái Lan, Philippines, Úc và một số nơi khác. Mùa hè năm 1997, miền Bắc Trung Quốc có nhiệt độ cao và hạn hán. Mùa hè năm 1998, lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ở Trung và hạ lưu sông Trường Giang. Ông Chu Bình nói rằng, các nhà dự báo thường tập trung vào tác động của El Nino sau khi nó xuất hiện. Trên thực tế, trước khi El Nino vào vị trí, các nơi như Brazil, Đông Nam Á và Châu Phi đều đã bị ảnh hưởng. Ông Chu Bình cho rằng, trong lần El Nino này, Trung Quốc không những phải chú ý đến lượng mưa ở lưu vực sông Trường Giang, mà còn phải chú ý đến hạn hán có thể xảy ra ở phía Bắc. Ngoài ra, cũng cần chú ý đến tình trạng hạn hán ở Tây Nam Trung Quốc vào cuối mùa hè và đầu mùa thu này. Ông Chu Bình cũng cho rằng, sự xuất hiện của El Nino sẽ ảnh hưởng đến sản lượng lúa mì, ngô, gạo và các loại cây trồng khác của Trung Quốc. Còn theo ông Chu Định Nhân, sự xuất hiện của El Nino có thể gây ra nạn đói trên diện rộng trên thế giới. Nhiều nơi ban đầu có nhiều mưa nhưng sau đó hạn hán, sâu bệnh sẽ ngày càng nhiều và khiến dịch bệnh lây lan. Các sinh vật biển và chuỗi thức ăn cũng sẽ bị phá hoại. Đồng thời, kiểu thời tiết khô hạn, thiếu mưa sẽ dẫn đến nhiều trận hỏa hoạn lớn, từ đó gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.